hàng triệu giọt nước mắt đã rơi, hàng triệu con tim dõi theo những số phận. Thương xót có, đồng cảm có, hy vọng có, hạnh phúc có, phẫn nộ có, bất lực có. Câu chuyện của lòng người. Một đại sử thi về ân oán hận thù giữa hai gia tộc. Bối cảnh trải dài theo lịch sử, không gian vượt ra ngoài biên giới với nhiều đại cảnh hoành tráng. Kịch bản nghẹt thở, diễn viên siêu sao. Tất cả hội tụ thành một tác phẩm xuất sắc, đoạt hầu hết giải thưởng danh giá nhất điện ảnh Hàn Quốc. Phía Đông Vườn Địa Đàng phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 24 tháng 2 năm 2012 trên Today TV.